Ở đây nó sẽ có nhiều cái đơn vị đo khác nhau. Ở trước tiên mình sẽ hướng dẫn một số nút khi sử dụng. Ở đây là nút hold, đây là nút giữ giá trị đo. Khi chẳng hạn như khi đo tốc độ gió thì chỉ cần bấm nút hold thì máy sẽ đứng lại kết quả ngay cái lúc tay vừa bấm, và đây có thể đo được, ta có thể ghi kết quả một cách chính xác được. Tiếp theo là nút min max, là có nghĩa là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất khi đo. Khi đo ta chỉ cần khi đo xong thì chỉ cần bấm max thì nó sẽ hiện ra kết quả lớn nhất mà mình vừa đo, và ngược lại min nghĩa là sẽ hiện thị kết quả nhỏ nhất mà mình vừa đo. Khi muốn tắt đi min max thì ta chỉ cần đè cái nút này thì máy nó sẽ tự đó xóa, nó sẽ xóa cái giá trị min max. Còn phía dưới là các nút chức năng của máy. Ở đây cái nút function là cái nút tính năng của máy. Để chẳng hạn như ở đây là đơn vị của máy là RH. RH là chúng ta dùng để đo. Ở đây là những cái nút tính năng của máy, nút function, nút tính năng. Ở đây các bạn để ý phía dưới nó có một số cái đơn vị chức năng đo của máy. Ở đây là đo tốc độ gió, rồi nhiệt độ, ở đây là đo độ ẩm, nhiệt độ. Ở đây là các bạn để ý, ở đây là phía dưới là thanh nhiệt độ của máy, còn ở trên là phần trăm RH là đo độ ẩm tương đối của máy. Muốn chuyển từ nhiệt độ, có nghĩa là khi tùy vào mục đích sử dụng, ta không muốn đo độ ẩm thì ta sẽ chuyển sang cái nút tính năng khác. Và ở đây cũng là đo độ ẩm luôn, mà nó trong cái môi trường sương, có nghĩa là chẳng hạn như ở Đà Lạt có sương mù dày thì ta dùng cái đơn vị này để đo. Tiếp theo là ở đây là mét trên giây. Mét trên giây là ta dùng để đo đơn vị tốc độ gió. Các bạn ở đây chẳng hạn như khi mình muốn đo đơn vị tốc độ gió mà mình không muốn đo sử dụng đơn vị mét trên giây, nó có thể chuyển đơn vị. Ở đây nó có nút unit là mình có thể chuyển đơn vị, chuyển từ đơn vị mét trên giây sang km trên giây, các bạn để ý đó. Rồi ở đây có mét trên phút, bao nhiêu mét trên phút. Còn ở đây tiếp theo là canode, cũng là đơn vị đo tốc độ gió luôn, nhưng mà đơn vị đây là đơn vị của Mỹ thì ta cũng ít khi sử dụng. Cái tương tự ở đây là cũng là FBM, cũng là đo đơn vị tốc độ gió luôn, nhưng mà nó sử dụng đơn vị quốc tế, đơn vị của Mỹ. Rồi bây giờ ta sẽ chuyển sang xong tốc độ gió rồi, ta sẽ chuyển sang CFM. CFM là dùng để đo cái lưu lượng quạt hút của máy, đơn vị của nó là mét khối trên phút. CFM có nghĩa là khi các bạn để cái máy ở trước cái một cái quạt gió thì phía sau quạt gió thì ta sẽ tính được cái lượng lực hút của quạt là bao nhiêu mét khối trên một phút. Tương tự ta có thể chuyển sang đơn vị CMM, cũng là đơn vị đo lưu lượng của quạt hút luôn. Tiếp theo là đơn vị HBA. HBA là đơn vị đo áp suất. Đơn vị đo áp suất. Rồi ta có thể chuyển từ HBA sang ở đây là in HG, có nghĩa là đo đơn vị in trên thủy ngân, áp suất của thủy ngân. Rồi tương tự là MHG thì cũng là đo của áp suất của thủy ngân luôn. Ở đây máy sử dụng rất là nhiều chức năng khác nhau, các bạn có thể đo được độ ẩm, độ áp suất, rồi nhiệt độ, tốc độ gió khác nhau. Tiếp theo là lúc nãy giờ ta nói đến tốc độ gió, bây giờ ta sẽ đến nói đến đo cường độ ánh sáng. Ở đây nó có cái đèn để hấp thu cường độ ánh sáng. Đơn vị của nó là lớp.
Nếu muốn chuyển từ cường độ lớn sang cường độ nhỏ thì ta bấm tiếp nút, cũng bấm nút tương tự, bấm nút unit. Đây đơn vị của nó là led. Rồi, ở đây là cái đèn để dùng để đo cường độ ánh sáng, mà đơn vị để đo là led. Bạn để ở đây 126 led. Muốn chuyển từ đơn vị 100% led sang đơn vị, ở đây các bạn để có nút FTCD chuyển sang đơn vị chục hàng chục nhỏ hơn thì người ta bấm vào nút này. Ở đây nó sẽ chuyển, chẳng hạn như ở đây cường độ ánh sáng nó đo được là 12.7 FTCD, ta chuyển sang đơn vị led thì nó sẽ chuyển sang hàng trăm, nó 12, 120 mấy. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng máy đo tốc độ gió. Máy là máy đa năng nha, nó có vừa có thể đo tốc độ gió và đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và áp suất đều được. Tên của máy là Lutron LM9000. Bây giờ mình sẽ mở máy ra cho các bạn xem. Đây là máy. Mình đã sách hướng dẫn. Đây là hàng Đài Loan. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở đây là khe pin của máy. Tại vì máy có lắp sẵn pin rồi nên chúng ta không cần mở. Ở đây các bạn thấy hai cái đầu. Đây là đầu để đo tốc độ gió và ở đây là đầu đo để dùng cảm biến đo tốc độ ánh sáng, đo cường độ ánh sáng, nhiệt độ. Ở đây trước khi sử dụng mình sẽ hướng dẫn các bạn các nút và tính năng của cái máy. Đây là nút nguồn của máy, khi mà có máy nó sẽ mở. Ở đây nó sẽ có nhiều cái đơn vị đo khác nhau. Oh.